Thưa quý vị, những chủ đề nói về cuộc sống gia đình giữa vợ và chồng luôn luôn là những chủ đề của môn thuở. Và ngày hôm nay, tôi gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện đã xảy ra trong gia đình giữa hai vợ chồng đầy bất ngờ và cay đắng. Sau đây chi tiết câu chuyện như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Sao phải thuê ô xin? Bố bây giờ tí nhớ kém rồi Thì phải cần có con cái ở bên cạnh chăm sóc Anh bận việc thì cứ làm Bố để em chăm Cứ để người chăm em không an tâm đâu Hải lấy ly về làm vợ đến nay Cũng đã được hơn 6 năm rồi Ai nhìn vào cũng nói ly sướng Khi cưới được ông chồng giỏi sang Lại thành đạt Thế nhưng Sự thật thì chính Hải mới thấy mình may mắn Khi có ly trong cuộc đời của mình Hải mất mẹ từ nhỏ Bố anh vất vả Cành gà chống nuôi con Chính vì vậy Là khi về làm vợ Hải Thì Ly thay anh chăm sóc cho bố chồng Ngày mới cưới Thì bố Hải vẫn còn rất là khỏe mạnh Thế nhưng sau hơn 2 năm thì ông ốm yếu rồi mắc chứng bệnh đáng trí khi nhớ khi quên Thậm chí nhiều lúc bố Hải còn không nhận ra con cái xung quanh Lúc đó Hải thương bố lắm Anh cũng thương cả vợ Thì hàng ngày vất vả lo cơm nước Rồi còn chăm sóc cho bố chồng giả yếu nữa Chính vì thế mà Hải quyết định thuê ô xin Thế nhưng Ly một mực phản đối Sao mà phải thấy ô xin Bố bây giờ tí nhớ kém lắm rồi Thì cần phải có con cái ở bên cạnh chăm sóc Anh bận việc thì cứ làm Bố để em chăm Chứ để người ngoài chăm em không có an tâm đâu Anh biết thế Nhưng anh sợ em mệt Chăm bố em chả mệt gì cả Vậy nên Anh cứ an tâm mà đi Mình phận con phải phụng dưỡng cha mẹ chứ Có em lo cả rồi anh đừng có lo lắng gì cả Nghe vợ nói câu đó Mà Hải chỉ biết rơm rớm nước mắt Hơn ai hết Anh hiểu giờ chẳng có mấy nàng sâu nào Chịu chăm sóc cho bố mẹ chồng Vì chê bố mẹ già yếu Lại bẩn thỉu Thế mà với Ly Thì Hải thấy vợ chăm bố mình Rất là chu đáo Từ ngày chăm bố Bận biểu thì vợ chồng Hải ít có thời gian gần gũi hơn thấy cậu con trai lớn cũng đã được 5 tuổi Nên lần này Hải gã vợ gần gũi để hâm nóng lại tình cảm Là để xin thêm một đứa con nữa Cứ tưởng vợ sẽ đồng ý Ai nhẹ Ly cứ kêu mệt Dạo này em sao vậy Bình thường có bao giờ em từ chối anh trong chuyện ấy đâu Cơ chứ Em mệt thì anh hiểu được Nhưng cả tháng nay em kêu mệt rồi đấy Thật ra thì em bị rối loạn nên bị rong kinh lâu nay rồi anh ạ à. rong kinh á? À? sao em không nói với anh chuyện phụ nữ anh biết có làm được gì đâu chứ em không sao đâu chỉ cần uống thuốc là ổn cả thôi vậy nên anh đừng giận em nhé đợi em khỏe rồi vợ chồng mình sẽ sinh con thứ hai nhé hải ôm vợ và tự tách mình quá đa nghi những ngày sau đó thì hải còn mua ngải cứu về hâm cho vợ ăn vì anh đọc trên mạng thấy ngải cứu có tác dụng rất tốt với phụ nữ bị rong kinh và có lẽ hải vẫn tin tưởng vào người vợ hiền lành của mình nếu như anh không phát hiện ra bí mật tẩy đỉnh đó ngày hôm đó Lì có việc bận nên hải tranh thủ ngày chủ nhật ở nhà chăm sóc cho bố mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp như thế nhưng lúc tắm cho bố thì bỗng bố hải nắm chặt tay con trai rồi nói từ nay con về nhà sớm được không? Có người đàn ông cứ 4 giờ chiều lại đến nhà mình rồi kéo con dâu vào phòng nói chuyện. Bố đòi vào nhưng cửa khóa. Bố lo lắm, lỡ như con dâu bị đánh phải làm sao? Có người đàn ông thường xuyên vào nhà mình ư? Bố nhớ được sao? Bố không bị lẫn nữa hay sao? Bố không lẫn, bố nhớ mà. Từ nay con về sớm nhé. Dù nói vậy nhưng tí thì bố hải lại quên sạch không nhớ gì thế nhưng anh biết lúc đó bố nói với mình là ông đang hoàn toàn tỉnh táo hải quyết định không nói cho vợ mà âm thầm hôm sau thử về nhà sớm một hôm và rồi đúng như lời bố mình nói thì cứ bốn giờ chiều là có một gã đàn ông lạ đến nhà mình khi hải bước vào thì nghe thấy vợ mình và gã kia đang ân ái đến sập cả giường giây phút đó hải chết lặng đi vì anh không ngờ người vợ mà mình tin tưởng lại khốn nạn đến như vậy hóa ra lâu nay cứ đòi xin thêm đứa con là ly từ chối vì thế vì ly sợ có con có bầu rồi thì không ai ân ái với nhân tình trẻ của mình được hải không lao vào đánh ghen chỉ gõ cửa rồi ném tờ đơn ly hôn vào mặt vợ dù cho ly có van xin thế nào thì hải cũng không bao giờ tha thứ Phật vâng. Một câu chuyện quá đau lòng Xảy ra trong một gia đình như thế này Mong rằng quý vị đưa ra những lời Chia sẻ, bình luận Tôi rất chân thành cảm ơn Và tiếp theo Kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai Đau đớn phát hiện chồng ngoại tình Tôi chọn cách tồi tệ nhất để trả thù Anh ta phải nếm trải những gì tôi đã chịu đựng với phụ nữ, chẳng có điều gì đau đớn bằng việc chồng lên giường với người đàn bà khác. Ngày giây phút biết chồng ngoại tình, tôi cảm giác như có tảng đá đè nặng lên ngực, khiến mình không thể thở nổi. Đau khổ nhưng tôi vẫn tự nhủ, biết đâu bạn mình nhìn nhầm người. Thế giới này có biết bao người giống nhau. Gã đàn ông bước ra từ khách sạn đó, biết đâu không phải chồng tôi. Rồi tôi lặng lặng theo dõi chồng và cay đắng thừa nhận đó là sự thật. Nhân tình của chồng tôi chẳng ai khác là cô bạn thân của anh ta và vẫn hay đến nhà chơi. Giá như đó là người đàn bà tôi không quen biết thì nỗi đau không lớn đến như vậy. Cô ta thỉnh thoảng đến chơi nhà, mua cho con tôi vài hộp bánh. Cô ta và chồng tôi diễn khéo đến mức tôi chưa bao giờ nghi ngờ về mối quan hệ của họ thậm chí tôi đã từng tâm sự nhiều chuyện cho cô ta nghe vậy mà khốn nạn thay sau lưng tôi họ có thể nhẫn tâm làm điều đó khi tôi đưa ra những tấm hình chồng tôi thừa nhận và xin lỗi anh ta hứa sẽ thay đổi cắt đứt mà toàn tâm toàn ý quay về tôi muốn ly hôn nhưng vì hai đứa con nên gạt nước mắt tha thứ nhưng khi tôi đang cố vá víu nỗi đau trong lòng thì phát hiện anh ta vẫn qua lại với nhân tình Vậy là chồng tôi vẫn diễn kịch trước mặt của tôi Đạn bà bị phản bội Nỗi đau trong lòng nhấn chìm tôi xuống Những ngày tháng đã từng hạnh phúc Bây giờ lại khiến tôi giận vặt khổ sở nhất Tôi không thể để anh ta trả đạp tình cảm Và coi thường tôi đến như vậy Tôi muốn buông tay Nhưng tôi phải khiến anh ta hiểu những gì Tôi đã chịu đựng và trải qua tôi trở thành người đàn bà ngoại tình Tôi chẳng hề rung động hay có cảm xúc gì với người đàn ông này Nhưng tôi mặc kệ tất cả Tôi như con thiêu thân lao vào đống lửa Phải tháng sau Chồng tôi biết vợ ngoại tình Anh ta gào thét Quát tháo Đập phá đồ đạc trong nhà Như con thú bị thương Anh ta gọi tôi bằng những từ thấp kém Bảo tôi lăng loạn Đổ đĩ thỏa Tôi ngồi im nghe anh ta gào thét và hà hê khi biết rằng anh ta đang đau đớn vì bị phản bội. Khi thấy tôi im lặng, không thanh minh, không phản kháng, anh ta khựng lại và khi thấy sự hà hê trên mặt tôi, anh ta chợt hiểu ra tất cả. Tôi bảo với anh ta rằng, tôi và anh có khác gì nhau đâu. Tôi ngoại tình là lăng loạn, là đĩ thỏa, còn anh ngoại tình thì bị gọi bằng gì. Khi anh năm lần bảy lượt lửa dối tôi để lên giường với ả à kia Anh có biết tôi đau như thế nào Bây giờ anh biết rồi đó Tôi cũng chẳng thèm ở lại cuộc hôn nhân này làm gì Ly hôn đi Nhiều người trách tôi dại dột Và nông cạn Khi chọn cách này để trả thù chồng ngoại tình Nhưng dù đúng hay sai Tôi vẫn muốn anh ta nếm trải nỗi đau Thấu tim can Khi bị người đầu ấp tay gối của mình phản bội Cho anh ta nếm trải cảm giác đó rồi Tôi quay lưng đi cũng chưa muộn Vâng Hai câu chuyện Có hai chủ đề khác nhau Quý vị đưa ra những lời nhận xét Bình luận cho hai câu chuyện này Tôi rất chân thành cảm ơn Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại Hẹn gặp quý vị và các bạn Những video tiếp theo Trên các kênh của tôi Xin chào và tạm biệt